Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, một số doanh nghiệp ngành nước đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương và Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là hai doanh nghiệp đang nắm giữ phần lớn thị phần mảng cung cấp nước sạch tại tỉnh Bình Dương. Hai doanh nghiệp có sự ghi nhận tăng trưởng trái chiều. Theo đó, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tổng doanh thu gần 657 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 284 tỷ đồng, tăng lần lượt là 30% và 29% so với năm 2022. Công ty cho biết nguyên nhân lãi tăng chủ yếu do công ty nhận được cổ tức từ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương. Tại cuối tháng 9 năm 2023, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đang nắm giữ là 37,42% vốn của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương. Còn đối với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước Môi trường Bình Dương, ước lãi sau thuế là 601 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2022 và thực hiện hơn 83% kế hoạch năm. Trong khi tổng doanh thu ước tăng 2% lên 3.977 tỷ đồng. Dù vậy, công ty cho rằng con số lợi nhuận này nằm trong dự kiến và an toàn kinh doanh cổ tức. Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 với doanh thu thuần hơn 150 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm nhưng giá vốn lại tăng, khiến lãi gộp của công ty đi lùi 20% còn 43 tỷ đồng. Biên lãi gộp co hẹp từ mức là 35% xuống còn 29%. Hoạt động tài chính kỳ này cũng kém sắc, chỉ đạt là hơn 4 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ. Trong khi đó, các chi phí đồng loạt tăng, chiếm phần nhiều là chi phí quản lý tăng 65% lên hơn 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác đạt gần 11 tỷ đồng, vượt xa số lỗ là 1 tỷ 500 triệu đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty không thuyết trình về khoản lợi nhuận này. Sau khấu trừ lãi sau thuế quý 4 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đạt gần 16 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Đánh dấu quý có lợi nhuận thấp của công ty kể từ quý 2 năm 2022, tức thấp nhất 7 quý. Tương tự, doanh nghiệp cùng ngành là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cũng đạt đỉnh lợi nhuận trong năm 2023. Cụ thể, lãi trước và sau thuế của công ty đạt lần lượt là hơn 100 tỷ đồng và 80 tỷ đồng, cùng tăng hơn 40% so với năm 2022, vượt 35% kế hoạch năm là 74 tỷ đồng. Mức tăng trưởng lợi nhuận dựa trên doanh thu thuần tăng 7% lên hơn 297 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng 4% lên 27%, trong khi các chi phí đều được tiết giảm. Riêng quý 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng đạt doanh thu thuần gần 71 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng, tăng lần lượt là 4% và 44% so với cùng kỳ. Dù vậy, đây cũng là quý có lợi nhuận thấp nhất của công ty trong năm 2023. Kém đôi chút là Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè có lãi sau thuế hơn 25 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 22% so với năm trước và là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp trong 9 năm qua kể từ năm 2015. Đằng sau đó là mảng kinh doanh cốt lõi được cải thiện với doanh thu thuần tăng 4% lên gần 889 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng nhẹ 1% lên 32%. Còn hoạt động tài chính khởi sắc với doanh thu hơn 5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần. Dù kinh doanh đi lùi trong quý 4, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An vẫn đạt mức doanh thu là 278 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng trong năm 2023, tăng lần lượt là 13% và 9% so với năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ năm 2020, tức là 4 năm.